Cảm ơn em bên Phong Cách Sống, tạp chí Phong Cách Sống. Trả lời câu đầu tiên thì mọi người ở bên các trang mạng thì hay nói cô là người quyết định, nhưng mà thật ra thì nếu mà các bạn mà quan sát kỹ cuộc thi thì lúc nào cũng thấy được là vai trò của công ty kiểm toán. Họ đến đây để làm gì? Nếu một mình cô chấm thì chắc không có mời họ đến, không các bạn? Mà vai trò đó họ đến đây để họ lấy tất cả những bản điểm của từng giám khảo, và sau đó họ sẽ cộng lại và báo cáo kết quả cho ban tổ chức cũng như là ban giám khảo. Cho nên là tất cả các kết quả của các bạn, tôi cũng như 7 hoặc là 6 thành viên khác đều như nhau. Điểm của tôi cũng bằng, không có nhân lên 2 hay nhân lên 3 so với ban giám khảo khác, mà điểm tôi cũng bằng như tất cả những thành viên khác mà thôi. Đó là câu trả lời của tôi về cái quyết. Cho nên là quyết định của cuộc thi không phải một mình tôi, mà quyết định của cuộc thi là đầu tiên là do cái người thí sinh đó. Họ có thực sự tỏ sáng, họ có thực sự bản lĩnh, có thực sự tự tin và thể hiện bản thân mình hay không. Đầu tiên, cái thứ hai là do ban giám khảo, là tất cả ban giám khảo, chứ không phải riêng của mình tôi. Câu trả lời thứ hai thì tôi nghĩ là chắc các bạn sẽ thấy rõ tôi với những hai lần năm 2015 và 2017 thì các bạn sẽ là người quan sát và sẽ thấy tôi có khác hay không. Nhưng mà tôi nghĩ nếu có khác thì một chút nào đó về hình dáng bên ngoài một chút, có thể lớn tuổi một chút, rồi có thể có cái gì đó nó không có đẹp như hồi lúc trẻ. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn là tôi, trí tuệ của tôi, kinh nghiệm của tôi, sự nhiệt huyết, sự nhiệt tâm của tôi đối với cuộc thi thì vẫn còn đó. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn cô Hồng Thị Sơn Trang ạ. Dạ, Thanh Huyền tin là quý vị khán giả, công chúng khi mà theo dõi chương trình thì bên cạnh vẻ đẹp, tài năng của các bạn thí sinh thì công chúng cũng rất là quan tâm về ban giám khảo, cũng rất là thích xem ban giám khảo sẽ thể hiện như thế nào ở trong series truyền hình thực tế và trong cuộc thi. Và thưa quý vị, vài tập rồi đúng không ạ? Thì em có một câu hỏi dành cho cô như sau. Thì đối với những thí sinh năm nay, có rất là nhiều các hoa hậu, á hậu cũng như là người đẹp thi nhiều chương trình khác và đã có nhiều kinh nghiệm, thì quán quân hoa hậu, cái người hoa hậu á sẽ có 6 tháng hoặc là 7 tháng để chuẩn bị cho hoa hậu hoàn vũ thế giới năm 2022. Thì không biết rằng là cô Xuân Trang với vai trò là trưởng ban giám khảo thì cô Xuân Trang sẽ chấm cũng như là chọn lựa những thí sinh đã có kinh nghiệm ngang bằng với những thí sinh khác, hay là cô Xuân Trang có yêu cầu khó hơn hay không? Em xin cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi từ thế giới hoa hậu. Thì trả lời câu hỏi của em là khi chấm điểm, các bạn dù là thí sinh mới hay là thí sinh cũ, các bạn đến, các bạn thể hiện trong cái giây phút đó thì chúng tôi chấm tại giây phút đó. Cái điểm nó tại giây phút đó là chúng tôi chấm, bạn nào thể hiện tốt chúng tôi chấm điểm cao, bạn nào thể hiện chưa tốt thì chấm điểm kém hơn một chút. Đó là cái mà cái chúng tôi chấm. Và mỗi một cái dòng thì nó đều có tiêu chí khác nhau. Từ cuộc thi các bạn, ví dụ như dòng đầu, dòng sơ khảo thì chúng tôi chấm điểm nào mà quan trọng nhất, nét mặt hay là nhân cách hay là ứng xử, và những ví dụ dòng trong nữa thì những cái tiêu chí nào thì chúng tôi có những cái tiêu chí của cuộc thi đưa ra thì chúng tôi chấm lên tiêu chí đó. Dĩ nhiên đối với những bạn đã có kinh nghiệm và nổi tiếng rồi thì các bạn sẽ rất là dễ dàng cho người khác, có nghĩa là các bạn thể hiện được cho khán giả cũng như cho ban giám khảo xem cái trình diễn tốt nhất của mình và ứng xử tốt nhất của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn ưu ái cho những gương mặt mới, cho các bạn có được một cái nguồn năng lượng, có được cái sự tự tin và bản lĩnh theo tiêu chí mà Vina của mình của cuộc thi đưa ra. Xin cảm ơn. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi xin được set up sân khấu để có thể chụp ảnh cùng với 71 thí sinh, hoa hậu Vina, các nhà tài trợ và các thí sinh. Xin mời quý vị cùng chờ trong giây lát để chúng ta cùng nhau lên sân khấu ghi lại một bức ảnh cùng với đại gia đình hoa hậu Việt Nam ạ.
cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.